Đàn ông lạ là vô trong phòng em ngủ phải không? Lúc nhậu á nó cũng nhậu. Ồ. Rồi nói về trước. Cho anh hỏi em uống nhiều không? Em lúc đó em uống cũng 4 người mà cũng 2 lít mấy. 4 người 2 lít mấy, một mình em cũng uống được xì mấy không? Không. Theo như em hôm đêm hôm đó là mình xỉn rượu. Em nghĩ là nó đêm đó là nó quan hệ với em. Ừ, đã làm thịt rồi. Dạ em chỉ nghĩ là vậy. Nó nói là tao bước gọi nhà trọ mày ở đố thằng nào mà đuổi, thằng nào con nào đuổi tao cũng chả đi hết. Có thằng chồng mày đuổi tao mới đi thôi. Này căng nói. Là nó lên tuyên bố như vậy luôn. Ờ. Em mới nói ủa, tao còn chồng, còn con sao mày lại ở với tao? À em không cho nó ở nó sẽ giết em. Trời đất ơi, xong rồi. Dạ, đội hiệp sĩ em với thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các chị gái ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin cho anh em đội hiệp sĩ của thành Bình Dương đăng tin để tìm những hồi đó là một số những phi công, một số những nhân tình lừa đảo những số tiền và những số tài sản phải là vô cùng lớn. Thì mới đây nhất đặc biệt là có một chị gái ở một tỉnh rất xa hôm nay về thì cũng về đây là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đưa một thông tin mà đưa các anh em này nghe một cái câu chuyện phải là hết sức phi lý, là một cái câu chuyện mà một chị gái là không có nắm tay bao giờ cả. À, mà chưa có chuyện gì tình cảm với nhau mà chị gái đã sẵn sàng trao cho những một người thanh niên này phải nói là những số tài sản rất lớn, là bán toàn bộ tài sản nhà và có thể là cầm cả sổ đỏ nhà đất này, để cho một người đàn ông. Hiện nay là người đàn ông đó đã cao chạy xa bay rồi, chị gái hiện nay này cũng kêu gọi rất thảm thiết. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương được đưa thông tin để nhận rất nhiều ý kiến phản hồi, cũng mục đích chính là cảnh báo cho tất cả các chị em gái mình có chồng rồi hoặc là chưa có chồng, nhưng nếu quen một ai đó thì mình hãy nên cố gắng hết sức để cảnh giác, cảnh tỉnh, tránh tình trạng mà tiền mất tật mang. Đến giờ phút này về kêu gọi anh em hiệp sĩ Bình Dương, thực sự những câu chuyện là cũng rất mệt mỏi. Thì hôm nay thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương tiếp tục tiếp nhận là một thông tin một em gái ở một tỉnh rất xa hôm nay thì cũng về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là đăng thông tin để tìm một người gọi là đã từng sống chung và ở chung, mà tại sao lại phải đưa thông tin này lên. Thì câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn theo dõi video nhé. Rồi xin chào em gái nhé. Chào. Em có thể giới thiệu em họ tên đầy đủ là gì? Em tên Trần Thị Diệu, 1986, quê em ở Đồng Tháp. Rồi hôm nay em về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đưa một tấm hình lên một người đàn ông nhìn có vẻ là rất bậm trợn như này, xăm chỗ phải là mình mày đen thù lùi như này. Để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương làm cái gì đấy? Em nhờ em có cho người mượn cái xe gì đó. Mà giờ nó đi qua Văn Thai nó mượn em về lấy căn cước công dân, tại nó quay tiền. Rồi nó nói là nó quay tiền xong rồi chủ nhật lên trả xe cho em. Rồi là nó lấy xe đem luôn. Rồi đem về dưới nó cầm 4 triệu. Nó kêu em là đem 4 triệu về dưới đi cầm chuột cái xe đó ra rồi chở nó lên một tỉnh Bình Dương. Em không chịu. Em mới nói là xe của tao chưa góp, chưa giúp, chưa cái biển số mà tại sao là mày đem đi cầm. Xe của tao đúng tên mà. Nó nói bây giờ nó quả quá, giờ đem cầm 4 triệu. Giờ mày đem gì mày chuột đi rồi chở tao lên Bình Dương lại. Rồi cho anh ngắt lời em thế này nhé. Em cho anh hỏi để cho anh biết rõ, anh cũng như cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội hiện nay đặt rất nhiều máy quay đúng không? Để quay phim ghi hình cái cuộc trò chuyện mình nó thực tế ha. Mình anh hy vọng là em có sao mình nói vậy ha. Mình không nên nói thơm thêm nữa bớt làm chi ha. Rồi mình gọi là sự thật vẫn là sự thật nhá, giấu giếm thì không được gì cả nhá. Chia sẻ thật thì anh em mới giúp được, còn mình chia sẻ một cách mà nó có thể là giấu đầu giấu đuôi thì rất khó ha. Rồi cho anh hỏi, cái người đàn ông mà em đang mang một trên tay cái tấm hình này là người đàn ông này họ tên đầy đủ là gì? Cái tên là Đinh Văn Thi, 1983, quê nó ở An Giang. Đinh Văn Thi, dạ. Sinh năm 1983, dạ. Quê tại An Giang. An Giang. Còn em quê ở đâu? Em quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp và An Giang có xa nhau không em? Xa. Rồi cho anh hỏi, cái mối quan hệ mình gặp nhau ở đâu? Em thì bằng ở Bình Dương là trước nó. Rồi sau này á, rồi có một thằng cháu nó mới dẫn nó xuống Bình Dương này, là giới thiệu công việc làm, là 4 người đi xuống làm. Cuối cùng là làm ở Sài Gòn làm không được, là mới về làm ở Bình Dương, là em mới giới thiệu vô là công trình của em làm luôn đó, là mới vô đó làm là đi chung một công trình làm mà xe ai nó chạy nó, rồi từ từ nó mới là tỏ tình, nó mới thương em. Rồi em mới nói là tao còn chồng có 4 đứa con rồi tao không thương mày. Tao nghĩ mày như tình bạn là đi làm chung bạn bè thôi chứ tao không thương mày. Rồi từ từ nó mới là để ý nó thương em này kia. Rồi đó, đêm đó em xỉn đi, rồi nó nhậu vô, là nó về nhà trọ em ngủ. Trời ơi! Em đuổi nó không về, em đuổi nó không về luôn. Cái cương quyết là nó không về, nó cố tình là nó ngủ lại luôn. Rồi, là hôm đấy là ngày thứ mấy gặp nhau rồi? Em cũng làm cũng được mấy, làm với nó cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng là hôm đấy là gọi là mình đã từng gặp nhau làm chung mấy tháng rồi đúng không? Dạ. Nhưng hôm đó là vì lý do là mình vô tình em nhậu say. Dạ, em say. Ngủ quên mất. Là em ngủ rồi, em nói gì ngủ trước. Em đuổi nó, nó nói cho tao ngủ nhờ. Làm cùng phòng em luôn? Dạ. Oh. Em nói là ủa nhà trọ mày sao mày không về mà mày về nhà trọ tao. Nó nói cho tao ngủ nhờ xíu đi rồi mày về tao về. Rồi em về rồi em đuổi nó đi, nó không chịu về. Nó cố tình nó ngủ lại. Rồi cho anh hỏi thế này. Em hiện nay là mình bao nhiêu tuổi này em? Em 38 tuổi. 38, còn thanh niên này nhiêu tuổi?
em mấy tuổi nó thì 1983. 83 anh nhìn cái khuôn mặt già chát này, khuôn mặt này. Thì trong giấy chứng minh của nó là để vậy. Giấy chứng minh xạo rồi. Em hiện nay mình đã có chồng chưa? Em có chồng rồi, em còn chồng 4 con. Trời ơi, còn chồng 4 con luôn. Thế bây giờ chồng em có biết không? Em không biết, gia đình em trời biết đất quỷ mà. Thần chồng ơi. Em biết chưa, em không biết, chồng em biết chứ chồng em bánh chết luôn. Chồng em biết ra năng này chắc là đội quần luôn quá. Sợ không? Từ bữa giờ em đâu có dám gì qua đâu, em nằm đêm em khóc nhớ chồng mình nhớ con, đâu dám gì qua. Bây giờ thế này nhá, mình thôi thì lỡ rồi, mình cứ phải nói thật đi ha. Ở chuyện gì nó đến nó sẽ đến, mà về nó chuyện chồng thì thông cảm ha. Cái này là mình cũng không mong muốn điều đó xảy ra, nhưng có sao mình có chia sẻ thật thì chồng sẽ hiểu. Rồi, trong vòng thời gian vừa qua là mấy tháng liền là em và cái người đàn ông nó làm chung cái công việc đúng không? Và một cái ngày đẹp trời, mưa gió gì đẹp trời thì em ngủ quên ở xây chiến diêu. Và người đàn ông ấy cố tình vô phòng trọ em làm ngủ trước, phải không? Xong rồi em vô em phát hiện được có một người đàn ông lạ đúng không? Là có một người đàn ông lạ là vô trong phòng em ngủ, phải không? Lúc nhậu á, nó cũng nhậu. Ồ. Rồi nói về trước. Cho anh hỏi em uống nhiều không? Em lúc đó em uống cũng 4 người mà cũng 2 lít mấy. 4 người 2 lít mấy, một mình em cũng uống được xì mấy không? Không. Hơn vậy em uống nhiều hơn anh rồi. Anh uống được xíu mà. Thôi được rồi. Uống nhiều uống ít rồi đó là chỉ là vui thôi, mình nói chuyện vậy thôi ha. Rồi xong đó là em về trước hay là em về nó, sau? Nó về trước. Người đàn ông nó về trước. Nó về trước, nó nhờ ông anh nó làm chung công trình đó, chở tôi về nhà trọ Diệu ở đi. Em nói không, nhà trọ mày. Em là tên Diệu đúng không? Dạ, tên Diệu. Ông chở nhà trọ về, tôi về chở ông Diệu đi, tôi ngủ xíu, gọi Diệu về tôi về. Nó nói ủa nhà trọ mày sao mày không về đi, mà mày về nhà trọ tao làm gì? Mày có nhà trọ riêng thì mày ở đi chứ mày về nhà trọ tao làm chi? Rồi em về, em đuổi nó về, nó không về. Nó cố tình là em kêu thi mà gì đắng, nó cố tình là như là nó không biết gì cả. Rồi, lúc giả bộ là làm ngơ luôn, làm xỉn luôn. Làm không biết gì luôn. Xong tối nay làm sao nữa? Rồi em cũng ngủ nó, em ngủ nó ngủ bên, em ngủ bên gì. Rồi, đóng cửa ngủ rồi luôn. Rồi anh ngủ luôn. Bật điện hay tắt điện? Em ngủ nhà trọ tắt đèn chứ để đèn tắt cho ngủ anh. Rồi, 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 chuyện gì sẽ xảy ra đêm đó? Thì đêm đó em cũng không biết gì, cái sáng ra em thấy... Em thấy có khác lạ không? Em thấy mình mẩy sao mà rồi. Hơi ẩm, em hỏi mày hơn mày có làm gì tao không? Nếu tao không làm gì đâu. Ê ẩm luôn rồi. Rồi em nói sao mình mấy tôi ẩm cho mọi bữa tao không có. Rồi. Tại vì em sống của mình làm gì mà có cái chuyện đó. Rồi tự nhiên hôm nay mệt mỏi ê ẩm là biết rồi. Thì em mới đi làm, chiều đi làm cái em nói mày về đắng mày ngủ đi, em nói không. Không anh đang hỏi nhưng mà sáng sau em thức dậy ấy, là mình thấy ê ẩm là mình cảm giác mình phát hiện được là em thấy là có cái gì đó lạ lạ tại em sống một mình thường chứ không có anh, gì. Cho anh hỏi này nhưng mà mình nói thật đi. Thì nhưng em mà, cũng nhớ nhưng mà hôm đó là lúc em tỉnh dậy là em còn mặc đồ không? Còn. Thế vậy là nó ê ẩm thì không lẽ là không có mặc mặc đồ à? Em ngủ em mặc đồ mà. Mặc đồ nhưng mà lúc mà em tỉnh dậy á. Còn đồ. Còn đồ thế vậy mình có thấy nó khác không? Thì em thấy nó khác. Khác chỗ nào? Thì nó khác là như là phụ nữ. Vậy là theo như em là hôm đó mình nói thẳng. Theo như em hôm đêm hôm đó là mình xỉn rượu. Em nghĩ là nó đêm đó là nó quan hệ với em. Đã làm thịt rồi. Dạ em chỉ nghĩ là vậy. Rồi sáng lại em mới đi làm là xe ăn ấy đi. À. Giờ chiều về. Sáng sau em có sang mang bốn không? Dạ. Sáng sau em gặp em có mang bốn thanh niên đó không? Em mới hỏi nó, em hỏi mình hôm mày có làm gì tao không? Tao thấy mình tao kỳ kỳ, nó nói là không. Nhưng mà lấy miệng, nhìn miệng người ta nó không nhưng mà... Em nói có cái gì đó, em nói có, tao nghi nghi là có cái gì đó. Tại thấy con người tao là nó khác thường. Nhưng em có kiểm tra lại không? Em có kiểm tra xem mình có thấy có gì đó sai sai không? Có thì em nói... Em thấy rồi đúng không? Có, em có nói mấy rồi, mày đấy. Quan hệ với tao không? Rồi. Có. Chết rồi em đi mạng buổi sáng, buổi chiều em mới đuổi với đẳng nó không về. Đuổi luôn. Em đuổi nó luôn là từ đầu tới cuối là chung gia là em đuổi nó không cho nó ở. Rồi. Tự lập đi đặng trả trọ. Ừ. Quay lại là trọ em dọn tự lập đi vô trọ. Rồi xong luôn rồi. Vậy là đêm đó là đêm đó là chắc chắn là thanh niên này chắc là đúng đạt đúng yêu cầu của mình rồi. Nó nói là tao bước gọi nhà trọ mày ở đố thằng nào mà đuổi thằng nào con nào đuổi cho tao cũng trả đi hết. Có thằng chồng mày đuổi tao mới đi thôi. Này căng nói. Là nó lên tuyên bố như vậy luôn. Ờ. Em mới nói ủa tao còn chồng, còn con sao mày lại ở với tao. Ôi trời ơi. Mày nghĩ đi. Vậy là sao cho anh hỏi. Vậy là thanh niên đó đêm đó là hay ngày hôm sau là quyết định tới nhà em ở luôn. Tới luôn quyết định ở cưng quyết ở luôn em không cho. Rồi có đủ em không? Em đuổi mỗi ngày luôn. Nói chung là em đuổi mỗi ngày hết luôn. Hàng xóm lùng qua những người làm chung có biết không? Thì hàng chung mấy người đi làm chung em biết còn mấy người ở xóm biết. Biết luôn. Dạ mấy người ở xóm em đuổi mỗi ngày người ta biết xung quanh ta biết luôn. Nhưng mà sao tối mà nó không đi luôn. Sao tối em trốn đi tối em chui về nhà mình chi? Em trốn đâu giờ? Đó em thân có mình em trốn ở đâu? Trời đất quỷ thần ơi. Em đi qua nhà phòng trọ nhỏ cháu em ngủ. Thanh niên này tướng có to con không? To bằng anh không? Hả? Bằng anh không? Mập mà. Mập mà hả? Anh nhìn mặt này cũng xương xương mà đúng không? Em đi qua phòng cháu em ngủ nó quậy phòng sáng đêm đó không cho ngủ luôn. Quậy sao? Nó lấy lò ba cái lon vỏ bia á. Đem đi. Nó đá xem quanh cửa này kia không ồn ào không cho anh. Đá như vậy thôi. Dạ. Không ai làm gì được. Không. Vì chung quanh nó lại thấy thôi nhà trọ tao không có nói rồi, gì. Rồi cho anh hỏi thế này. Vậy là thanh niên đó
ngày hôm sau là gọi là quyết định dọn đồ đến nhà em ở. Đúng. Vậy là em gọi là mình có đuổi nhưng mà em đuổi được. Em đuổi thẳng luôn, nói chung là đuổi một ngày luôn. Đuổi em đuổi mỗi ngày luôn. Một tháng 30 ngày em đuổi hết 38 ngày. Trời ơi. Là nó vẫn cương quyết mà nó ở là ở. Phê quá rồi mà. Đêm nó đặt yêu cầu phê quá rồi. Thế bây giờ cho anh hỏi thế này. Vậy là đêm đó em đuổi rồi thì về sau quyết định ở rồi. Rồi mình bỏ qua chuyện đó đi. Vậy là sau là quyết định sống chung. Sống chung chưa? Thì nó quyết định, nó tuyên bố một câu rồi. Tuyên bố sao? Nếu nó mà nói mà em không cho nó ở nó sẽ giết em. Trời đất ơi, xong rồi. Rồi em phải đành chịu thôi chứ sao giờ. Vậy là em sợ đúng không? Thì em sợ, tại vì con em bốn đứa rồi ai nuôi. Trời em ơi. Có gì rồi ai nuôi con em. Nhưng mà rồi, thế từ hôm ở chung em là người ta có làm liên tục không? Mình có người ta có quan hệ không? Có mà, thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng có đều đều không? Thì một tuần một lần thôi chứ. Tuần lần là ít, tuy nhiên này to khỏe em tuần lần là ít này, này yếu rồi. Anh em cũng đâu có cho đâu. Không cho thì đã sống chung rồi làm sao mà em chống được? Thì đúng biết đúng không? Chống được thì ngày nào thì em đỡ ngày nấy. Vẫn là đều đều một tuần một lần. Dạ. Những lúc này em có xin không? Xin gì? Lúc em mà thanh niên chuẩn bị quan hệ thì em có xin tha không? Có, anh kêu thôi mày đừng có quan hệ, tao đi làm mệt lắm, mày đừng có quan hệ tình dục với tao nữa. Ừ. Rồi thanh niên nói sao? Nó không chịu. Cứ đèn ngỡ rồi. Dạ, nó không chịu. Lúc bây giờ em nhắm mắt hay mở mắt? Lúc bây giờ là mình sợ quá đúng không? Thì mình nhắm mắt lại để cho muốn làm gì làm hay sao? Làm cởi bà nội nó chả. Gọi là mình buông xuôi. Buông xuôi theo số phận. Làm cởi xong rồi thanh niên em chỉ giữ bản thân em. Thanh niên hăm dọa em là cụ thể em sao? Đã cầm dao hăm dọa chưa? Có cầm dao hăm hỏi em em mà rồi bóp cổ em đây. Trời ơi. Bóp cổ em mấy lần luôn mà. Bóp cổ em luôn. Em giấu gia đình em không cho gia đình nó biết luôn. Em chơi một mình thôi. Bóp cổ em luôn. Bóp em mấy lần rồi? Bóp 22 lần rồi. Có nghẹt thở không? Có, bóp ngay chỗ này nè, nó bóp mạnh luôn á. Bóp mạnh. Có khóc em có khóc không? Em không có khóc, em chỉ cố gắng em chịu thôi, chịu đựng thôi. Trời ơi. Em không khóc. Thế em có sợ là một ngày nào đó mà ngày đẹp trời mà không may thanh niên đó nó hung hãn lên, lội máu là hung hãn lên, có thể bóp em gọi là để em không thở được nữa nè. Thì đó em chỉ nghĩ là em chỉ giữ cái xác em thôi, em đành chịu cho nó chấp nhận nó ở thôi. Em chỉ giữ xác em còn bằng đứa con thôi. Nhưng mà anh hỏi thật em nhé, trong vòng thời gian mà sống chung với nhau như vậy đấy, gần như vợ chồng như vậy, mình có chút tình cảm nào chưa? Không, em không thương nó, em nói. Hiện nay vẫn không có tình cảm luôn. Em không có tình cảm, em nói tao còn chồng tao không thương mày. Nhưng mà thanh niên đó có dành tình cảm gì cho em không? Nó nói nó thương em rất nhiều, nó thương em còn hơn má nữa. Thương em hơn má mà của anh thanh niên đó. Em nói ủa má mày ra mà mày không thương, mày thương tao. Ô kỳ cục rồi. Nhưng mà có tặng em cái gì chưa? Không. Trời đất ơi, yêu mà không tặng gì luôn hả? Có được cái bông nào chưa? Không. Thế nào? Chưa tặng gì, chưa có tặng nắm bông nào không? Không. Không luôn hả? Vậy là tổng cộng em sống chung với thanh niên này mấy tháng rồi? Cũng 4 tháng gì. 4 tháng. 4 tháng đều đều, 4 một tuần một lần. 4 tháng gì. 4 tháng, 4, 3, 12 là một gọi là 120 ngày, trên dưới 120 ngày. Thanh niên này cứ làm đều đều như vậy. Trời đất ơi, vậy là hiện nay này có lo gì tiền bạc cho em không? Không. Em thấy như vậy em cũng buồn không? Sống chung với một người đàn ông mà. Em không thương, không thích thì buồn gì anh. Tự sống, em lo bản thân em thôi, sống em chung, nó 1.000 thì em cũng trả là 1.000. Sống chung với một người đàn ông mà không thương yêu gì. Đúng không? Hiện nay là em nói thật là em không thương yêu gì. Không. Thì bây giờ đăng thông tin. Nếu mà em còn thương nữa em đâu có đem đăng cái miếng giấy này đâu. Ừ, nhưng mà bây giờ đăng thông tin này đến để nếu chồng em biết thì em về em sẽ nói chuyện như sao? Thì em cũng đành chuyện rồi, chồng em đánh thì em có chuyện chứ sao? Em có xin không? Thì nếu chồng em đánh thì em cũng đành chuyện thôi. Vì cái này mình không muốn nhá, đúng không? Nhưng mà đến giờ phút này thanh niên này hiện nay lừa tình của em. Phải nói là lừa tình rất nhiều nghĩa trong suốt thời gian vừa qua, phải là gần nửa năm qua. Hiện nay có lừa tiền em không? Không. Có lừa gì nữa không? Lừa có gì? Có trong cấp xe em có 700-800 ngàn. Rồi cái gì nữa? 700-800 ngàn biết cái gì? Có lừa xe không? Thì có, nó có lấy cái xe. Nó. Xe gì? Xe Vinfa. Trời ơi, lại lấy xe Vinfa em nữa. Thì chính là Vinfa chứ bây giờ 700-800 ngàn. Xe mới không? Xe mới em mới mua mà. Em mua lâu chưa? Em mua hồi năm rồi, em mới gấp được 6 tháng liền. Em mua nhiêu tiền? Em mua gia góp mà 33 triệu mấy. Trời đất ơi, này hỏng rồi. 6 tháng, em góp 6 tháng nữa mới giúp. Gọi là em góp được bao nhiêu tháng rồi? 6 tháng. 6 tháng, bây giờ còn 6 tháng nữa. Dạ. Gọi là tổng cộng 1 năm. Dạ. Sống chung với một người đàn ông 6 tháng liền. Hiện nay không được gì, mất tài sản mà hàng đêm còn phải đi tắm rửa nữa. Đúng không? Bực bội không? Mệt mỏi không? Khó chịu không? Ức chế không? Không những như vậy mà thanh niên này còn bóp cổ em mấy lần nữa. Dạ. Em mà đi cà phê buổi sáng mà, nếu mà em đi cà phê buổi sáng mà không mua đồ gì cho ăn thì nó quánh em. Ủa, trời ơi. Sao tại sao em không nói nè, ông bỏ tiền cho tôi mua cho. Thì em mới nói thì bản thân mày lo đi chứ, giờ cà phê sáng ai cũng như cà phê sáng hết. Thì ăn sáng tự thân mày lo đi, mà kia tao lo cho mày nữa sao tao lo được. Em nói chuyện này có thật không? Em nói thật luôn 100%. Nếu mà có nghe mặt nó em cũng vậy luôn. Bây giờ nếu có thanh niên này mà bây giờ thanh niên họ tên là gì? Đinh Văn Thi. Đinh Văn Thi mà ai các anh em hiệp sĩ mình dựng liên hệ được cho Đinh Văn Thi, mà Đinh Văn Thi phản hồi là cái chuyện mà em chia sẻ này không đúng sự thật thì em sẽ nói sao? Em hoàn toàn chịu trách nhiệm luôn. Em có bằng chứng không?
em tuy em không có ghi âm thì nói đứng ngay mặt em sẽ nói hết. Nói hết. Thì đó những gì em nói từ sớm giờ lại gian luôn một câu trong mặt luôn. Nếu gặp bây giờ em sẽ nói thế nào? Thì em cũng nói là thì xe cổ em từ đầu đến cuối em nói anh sao để gian. Bây giờ em mong muốn nhất là lừa tình thì lừa rồi, nhưng mong muốn là cho Đinh Văn Thi này đúng không? Buông tha em mà phải trả lại cho em chiếc xe quên. Trả lại chiếc xe cho em đi làm còn nuôi con em nữa. Hiện nay em được mấy người con? 4 đứa. Con lớn nhất là nhà em nhiêu rồi? 16 tuổi. 16 tuổi, trai gái. Trời đất ơi, con gái nhỏ, nhỏ Út mới có 18 tháng rồi. Trời ơi. Còn uống sữa nữa. 18 tháng luôn mà mẹ để cho một thanh niên gọi là cưỡng hiếp như thế này suốt thời gian này. Đây gọi cưỡng hiếp rồi. Bây giờ ngày hôm nay em về em làm đơn em thưa công an đi nhá. Báo rồi. Báo chưa? Báo mấy tuần nay rồi. Làm đơn rồi đúng không? À, em gửi rồi. Công an rồi. Em làm đơn em tố cáo là tố cáo như thế nào? Tội lừa đảo hay là tội cưỡng dâm hay hiếp dâm? Em trong tâm này mượn xe đêm lễ quân thai mượn về quê lấy giấy cứu công dân gì đó. Nó quay tiền xong chủ nhật nó đem lên trả cho em. Mà nhưng là nó hứa em mà hết tuần này tới tuần kia kéo dài hoài giờ không được. Em anh nói thẳng luôn. Đây là có rất nhiều màn hình hiện nay đang quay phim trực tiếp đúng cái rồi. Cuộc trò chuyện giữa anh và em dạ, đúng không dạ. Ở đội hiệp sĩ Thẩm Dương hiện nay là thanh niên này anh khẳng định với em là như nếu như thế này là đây là không phải là đồng lõa không phải là thông dâm dạ. Mà đây là tội gọi là giao cấu gọi là cưỡng hiếp mình người khác trái ý muốn của mình nha đúng không. Cái tội này là chắc chắn là sẽ xử rồi. Bây giờ em làm đơn thưa công an đầy đủ đi, các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ bắt thanh niên này giao cho công an ngoan được không nhá, để cho cơ quan công an là giải quyết là đúng vụ việc. Em ra thì em cứ ra công an đối chứng nhá. Em nhắc lại cho họ tên của thanh niên này đầy đủ là gì? Tên Đinh Quang Thi, sinh 1983. Đã lừa em những cái gì và đã quan hệ với em như thế nào? Nó lừa em một chiếc xe bên khoa với trong góc xe 700-800 ngàn gì đó. Với lừa tình của em suốt thời gian bao nhiêu tháng, từ ngày mấy đến tháng mấy đến tháng mấy? Em không nhớ ngày mấy tháng mấy. Khoảng bao nhiêu thời gian rồi? Cỡ là tầm 4 tháng. 4 tháng. Dạ. 4 tháng. 5 tháng, em quen nó 5 tháng mà nhưng trong khi đó là tháng đầu là chỉ đi làm chung thôi. Từ cuối tháng sau là nó lại chỗ em mà nó sống. Sống luôn. Dạ. Trời ơi. Sống như mà cái hôm đầu tiên ấy cho anh hỏi mà người ta quan hệ mà trái ý muốn như thế này ấy. Mà lúc ấy em có ức chế lắm không? Em thì hay là em có phấn khích một tí nào? Tại đêm đó em ngủ em đi mặn mệt quá rồi em nhậu xỉn quá cho nên em không biết gì. Nhưng mà ngày mai ấy đêm mà nó xong rồi thì chắc chuyện đó là có rồi nhưng mà em cảm giác rằng á là mình do mình nhậu say. Hay là do người ta quan hệ? Sao? Em chỉ là do quan hệ thôi. Tại sáng giờ con người của em nó mệt, đau nhức. Nó đau nhức mà đau nhức lưng đúng không? Rồi đúng rồi nhau. Nếu mà nhức lưng là đau xương sống là đúng rồi đó. Đấy là biểu hiện của những cái vấn đề em mà hỏi nó. ABC nó hỏi rồi. Nó chứ mày đêm hôm mày có làm gì tao không? Nó nói không. Nó có tao không định có. Tao thấy là có đó. Chứ trong mình tao thấy kỳ kỳ á. Là hôm bữa sau là tự động nó trả trội lại là nó tuyên bố ra một câu là tao sống với mày là từ đây tới bất cứ thằng nào con nào nó đuổi tao tao không đi hết. Ngon quá mà nó tuyên bố một câu thì từ dân chồng mày tới là mới đuổi tao đi thôi. Nhưng mà em được 4 người con đúng không? Dạ. Gái 4 con mà thanh niên này vẫn không buông tha mà vẫn chắc đoạn ngon là quá đừng còn nói mày sống đây là chồng tao lên đâm mày là tao để cho chồng tao đâm chứ tao không có nói chứng nào. Tại vì tao đuổi mày đi mà mày không đi. Bây giờ hôm nay em về đây thì đăng video lên, em về em có dám nói thẳng với chồng em là bị thanh niên này hiếp dâm không? Nếu mà chồng em biết chồng em lên đây thì em cũng chịu thiệt. Nhưng mà em có nói dám nói thẳng với chồng là của anh ơi, hôm nay em nói thật em cũng chia sẻ thật với anh. Trong thời gian em đi làm việc như vậy em không mong muốn điều đó xảy ra thì em cũng về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương rồi. Em đã bị một thanh niên này, một người đàn ông rất bậm trợn này lừa hiếp dâm em. Thì em sẽ nói làm sao? Thì em cũng chịu thiệt luôn, sao em cũng cởi chồng em hết như vậy. Thì tình trạng mất xe cũng đâu có ai muốn đâu. Ngày trước chồng em cũng mất con chiếc rồi. Nhưng nếu chồng em muốn em thế nào nè? Chồng em quấn thì em chịu thôi chứ sao giờ. Mình muốn mình có giận không? Không. Bởi vì mình sai. Em phải thừa nhận với chồng em thôi, tránh thì em phải chịu. Vậy là trong thời gian qua phải nói là quan hệ trái ý muốn rất nhiều lần ức chế em. Em thấy ức chế không? Thì em thấy ức chế. Em đi làm bất lúc em như vậy với anh nha. Điện thoại bất cứ bạn bè, bạn gái, bạn trai điện lại nó không cho em nghe luôn. Cắn đứt luôn. Ghen luôn. Nó ghen nó không cho luôn. Em chẳng những em đi đái mà nó còn thêm nữa. Trời em nói giờ không em ra chợ mua đồ nó có miễn phí theo luôn. Trời nó không cho em đi một mình luôn. Một người phụ nữ 4 con làm sao thì thanh niên này vẫn thanh niên này có vợ chưa? Nó có vợ cũng 4 con nó thôi. Trời ơi. Nó cũng thôi rồi. 4 vợ 4 con mà thôi luôn. Một vợ 4 con. Em thấy chưa? Nó thật rồi. Nhưng mà thật không? Em thấy không? Thấy không? Nó nói với em vậy. Rồi xong rồi lại trước nó cũng điện cho em. Nó điện về quê đám cưới á. Nó điện có con vợ nó nằm nữa. Nói vợ tao nói nó ủa vợ mày đó mày quen tao làm gì? Nó nói tao thôi rồi mày ơi. Tao thôi rồi mày ơi. Tao thôi rồi. Nó chuyện như đùa. Đây là thật như đùa.
rồi vợ nó cũng nói nữa, vợ nói thôi lâu rồi. Vợ gặp em chưa? Thì điện gặp trong Zalo thôi. Nhưng mà nói chuyện chưa? Cô cũng nói chuyện với nó thâu lâu rồi. À có nó thôi rồi. Dạ. À vậy là đúng là vậy. Thôi, nhưng mà này ấy, là do thanh niên này thôi, chứ thực sự là em cũng những cái việc mà mình sống với người đàn ông khác mà tại một cái căn phòng như là mình đang có chồng mà bốn đứa con này, thực sự là cũng em không mong muốn. Bởi vì em bây giờ anh hỏi lại, em khẳng định trên video này em có yêu thanh niên này không? Không, từ đầu đến cuối luôn em trả lời mới là không, em còn chồng em không thương nó được. Vậy là những lúc mà được. Những lúc người ta ân ái với em là hoàn toàn là em buông xuôi, tự nó làm gì làm cỡ luôn. Muốn làm đầy đủ bản bài bán này là ừ. Không là cái việc không quan tâm. Em không quan tâm tới. Nhưng mà như vậy em sao em coi chịu như được? Là em không có cảm xúc, không có cảm giác gì với nó cả. Nhưng mà ức chế em sao em chịu được? Thì em nếu không ức chế thì nó giết em thì em làm sao? Nhưng mà lúc bây giờ là trong đầu em là sợ nhất là thanh niên này sẽ giết em. Dạ em sẽ sợ thôi. Em là sợ em sẽ nó, bỏ con em. Nó sẽ giết em rồi con em không ai nuôi. Tại em bốn đứa cũng sữa. Trời ơi. Con lớn nhất của em chia sẻ lại, con gái lớn nhất của em là nhiêu tuổi? 16 tuổi. Nhỏ nhất nhiêu? 18 tuổi. Còn bé giữa là nhiêu? Bé giữa 13 tuổi. Trời đất ơi. Quá tội nghiệp. Thôi bây giờ em hãy xin lỗi chồng em đi. Chắc chắn chồng em sẽ biết. Xin lỗi chồng em đi. Chồng em không biết coi mình. Không, rồi chồng em sẽ biết. Anh khẳng định là chồng em sẽ biết. Giờ từ từ sẽ biết. Em cứ xin lỗi chồng em đi để chồng em sẽ bỏ qua được. Nhé. Nói đi em. Bình tĩnh. Nói đi em. Em muốn ngâm chồng em mà biết được clip này con bỏ qua cho em. Cũng đừng quên. Em sai thì xin lỗi chồng. Có thể em sẽ phải xin lỗi các con của em nữa. Bởi vì chắc sau này con em sẽ biết. Mẹ không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà đây vì tình huống mà, tình huống bắt buộc đúng không? Nếu không thực hiện thì sẽ bị hãm hại. Đó, em nói với các con xin lỗi các con, bốn đứa con em cũng không có làm tròn người mẹ, mình nuôi con không đủ, giờ mẹ hoàn cảnh mẹ như vậy rồi mẹ xin lỗi các con nhiều hơn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là một câu chuyện một người mẹ dám đứng lên để nhận tất cả những cái sai, những cái khuyết điểm của mình. Đã, thực sự một cái người mẹ rất đáng thương. Hy vọng là trong video này thì các cô chú anh chị mọi người cũng không nên trách móc cho em gái này. Bữa em đi làm một đứa ba nó lấy con dao chém dài gì nè. Nó đưa ngang cổ em, nó cắt cổ này, nó đưa chánh mạnh vô luôn. Chánh vào cổ luôn. Em cũng vẫn chịu chứ sao, nếu mà em la lên em sợ nó giết em. Con dao dài không? Con dao chém bột á. Dao như ba tấc. Dạ, như bự dài vậy á. Dạ. Thanh niên đó là làm cái nghề gì em biết không? Cũng làm nghề chung với em. Nhưng mà nhìn có dã man lắm. Em thấy thì nó cũng mặt. Bình thường, nói chuyện cũng hiền hậu lắm. Chị thấy trên hình mặt nó bỏng trợn dữ rồi. Thấy nó nói chuyện cũng đàng hoàng, bình thường lắm. Nhưng mà người trong người lúc nào cũng có dao đó. Đi dao đi làm với người đó là lúc nào cũng phải có con dao chép của mình. À, cái dao chép. Dạ, dao chép bột mình á. Cái dao đó khoảng 3 tấc. Dạ, 3 tấc. Em biết cái dao đó mà. Biết. Rồi bây giờ thế này. Thôi thì cái câu chuyện là sai thì nói thẳng luôn. Anh nói thật, anh không bênh em mà anh không bênh trường hợp sai trái. Dạ. Nhưng đây là thực sự cái câu chuyện là không ai mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà hiện nay thì em có chồng có con rồi. Nhưng mà nói thật là mình cũng có sai. Nhưng mà sai trong cuộc đời con người ta thì có thể là không ai hoàn thiện hết được. Nhưng bây giờ thì anh cũng hy vọng là nếu chồng em hoặc các con em xem được video đội hiệp sĩ Ngàn Dương mà em chia sẻ này ấy, là chồng và các con của em có thể là cũng bỏ qua cho em. Vì không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà đây là vì lý do là cái hoàn cảnh tình huống bắt buộc, nếu không thực hiện thì sẽ bị hãm hiếp và bị vân vân và vân vân nhá. Thôi là anh cũng chúc em luôn luôn mạnh khỏe, hy vọng là trong thời gian tới thì mình có đủ nghị lực sáng suốt hơn. Nếu như mình ở đâu đó mình làm một việc gì đó thì mình hãy suy nghĩ lại, bởi vì mình còn chồng và còn các con của mình em nhé. Yeah. Em hãy chia sẻ thẳng thắn đây cho, hy vọng là các cô chú anh chị mọi người biết rõ cái câu chuyện này. Chia sẻ cái câu chuyện mà trong thời gian vừa qua, trong cái cuộc hành trình em có thể chia sẻ rõ hơn để cho các chị em gái tránh tình trạng bị lừa đảo giống em. Nhưng bây giờ em bị lừa rồi. Yeah. Lừa cả tình, lừa cả tài sản, lừa cả tiền và còn hăm dọa em nữa. Vì vậy em mong muốn điều gì hôm nay, và em muốn các cô chú anh chị, muốn tất cả các chị em phụ nữ giống em đi làm xa quê ấy, mà có chồng có con, tránh tình trạng bị lừa giống em. Em cảnh báo mọi người biết đi. Hôm nay ngày 15 tháng 4 2023,
em mong chị các chị gái và chị chưa chồng có chồng này kia đó cũng như coi hoàn cảnh giống em vậy, cũng tránh xa mấy người đàn ông cha này ra, coi như phải như là bị lừa gạt giống em với tội lắm, có con có cái gì á lo màn ăn đi, đừng có quay quen tuông này kia, tránh xa mấy người này ra. Em còn điều là muốn chia sẻ thêm video đội hiệp sĩ Thành Dương không? Chị Dương thì em cũng mong mấy anh này giúp đỡ em này kia, mong em lấy lại chiếc xe em đi làm nuôi con em này kia thôi, chứ em cũng không có lý do gì kia nhiều. Các anh em ở đây là luôn luôn cố gắng hết sức của mình có thể để giúp đời, giúp người, và đặc biệt là giúp tất cả chị em phụ nữ không may và lầm đường lạc bước giống như em thế này. Yeah. Anh thấy em là một cái trường hợp thì nó là vô cùng rất phức tạp, bởi vì hiện nay mình đang có chồng và có con rồi. Yeah. Nhưng mà nếu đăng video lên, nếu chồng mà các con của em không hiểu thì có thể là tình huống xấu nhất có thể xảy ra là chắc sẽ đuổi em đi đường. Yeah. Anh nói thẳng như vậy. Còn nếu giấu giếm trong người thì bây giờ thì cũng không có để thể giấu được, bởi vì những người hàng xóm sống trọ hoặc là sống ở cùng em thì bây giờ mọi người biết hết rồi, đúng không? Yeah. Bởi vì vậy cho nên cái kim có thể là bọc trong rẻ thì sớm muộn thì cũng lòi ra thôi. Thì thôi thì dù gì thì bây giờ mình cũng nói thật hết ra sự thật nhá. Yeah. Thì hôm nay em đã nói hết sự thật rồi thì chắc chắn là trong lòng em cũng sẽ nhẹ đi một phần nào nhá. Hy vọng trong thời gian tới thì mình tập trung vào cái công việc của mình để kiếm tiền, để lấy tiền để nuôi các con. Yeah. Bởi vì em chia sẻ là bây giờ con của em là con lớn nhất là 16 tuổi, con nhỏ nhất là 18 tháng là đang uống sữa mẹ. Yeah. Mà bây giờ người mẹ lại bị một người đàn ông khác quan hệ rất nhiều lần mà cháy muốn, thực sự là câu chuyện là rất đáng tiếc ha. Thôi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Văn Đình Dương, anh chúc em cùng các con em với nhất chồng em trong thời gian tới sẽ hiểu được em và hiểu được cái những thời gian qua em không may vấp phải nhé. Yeah. Chúc em luôn luôn thành công ha. Yeah. Rồi, cảm xin cảm chào anh em. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn.